Không làm cô dâu nhưng Hòa Minzy vẫn chiếm trọn spotlight trong tháng 11. Tất cả lịch trình của nữ ca sĩ trong tháng này hầu như chỉ là ăn cưới, bà hoàng tiệc tùng, nữ hoàng thùng giấy. Hòa Minzy tuyên bố không cần hình tượng khi đi ăn cưới. Trong nửa tháng 11, Hòa Minzy bỗng trở thành cái tên phủ sóng ở khắp các diễn đàn lớn nhỏ. Mọi động thái của nữ ca sĩ đều trở thành chủ đề được cư dân mạng bàn tán vô cùng sôi nổi. Hòa Minzy đã có nhiều năm hoạt động trong giới showbiz. Nữ ca sĩ được đồng nghiệp yêu mến bởi tính cách thân thiện, hòa đồng. Ở đâu có đám cưới, ở đó có Hòa Minzy. Vốn sở hữu mối quan hệ rộng rãi nhiều nghệ sĩ trong giới showbiz, nên khoảng 2 tuần gần đây cô nàng đã xuất hiện trong ngày vui của Puka và Gin Tuấn Kiệt, Đoàn Văn Hậu và Doãn Hải My. Thay vì chỉ dự một hôn lễ như bao khách mời khác, Hòa Minzy đã có mặt đầy đủ các buổi lễ, tiệc cưới của Puka và Gin Tuấn Kiệt. Cô nàng từng không giấu khỏi sự bối rối khi nhìn lịch trình ăn cưới của bản thân, mai qua tháng 11 nhìn lịch làm việc mà giật mình. Có đúng 4 lịch biểu diễn còn lại là đi ăn cưới không ối giời ca ca, thật cảm lạnh. Màn chạy sâu từng đám cưới của nữ ca sĩ khiến dân tình vô cùng thích thú. Thay đổi 180 độ khi đi ăn cưới, góp mặt trong đám cưới Doãn Hải My để đưa người em thân thiết về nhà chồng. Không hướng ngoại như những lần tham dự khác, lần này Hòa Minzy nhẹ nhàng, dịu dàng đến lạ thường. Không thấy nữ ca sĩ đăng tải những khoảnh khắc quậy đục nước trong đám cưới, mà chỉ có hình ảnh dịu dàng, ngọt ngào. Trái lại khi có mặt ở Đồng Tháp để dự tiệc báo hỷ của Puka và Gin Tuấn Kiệt, cô nàng lại tiếp tục quậy hết mình khi có mặt trong ngày vui của hai người bạn thân thiết. Ngay khi xuất hiện tại đám cưới, Hòa Minzy đã khoe nét dịu dàng đằm thắm khi diện áo bà ba trong bữa tiệc thân mật. Vậy nhưng trước bữa tiệc là một Hòa Minzy dịu dàng, trong lúc tiệc cưới diễn ra, nữ ca sĩ ngay lập tức buông xõa hết mình. Trong bộ áo dài màu hồng dịu dàng đằm thắm, Hòa Minzy không cần đến 5 phút để biến hóa thành phiên bản khác của mình. Cô ngay lập tức trở thành một DJ quậy tưng đám cưới của người bạn thân. Cô tiếp tục khuấy động không khí vui vẻ trong đám cưới miền Tây khiến nhiều người không nhịn nổi cười. Cùng với Hòa Minzy còn có các sao Việt khác cũng lầy lội không kém như Bibi Trần Hải Triều, Ngọc Phước. Nhiều người gọi nữ ca sĩ là trưởng tàu tấu hài trong tiệc cưới. Trước đó tại đám cưới của Puka, Gin Tuấn Kiệt ở Cam Ranh và thành phố Hồ Chí Minh, Hòa Minzy cũng trở thành khách mời chiếm spotlight trong bữa tiệc khi quẩy hết mình cùng hội bạn bè. Hình ảnh của bà mẹ một con tràn ngập cõi mạng, thậm chí khiến nhiều người giận vì cô nàng không chịu giữ hình tượng, thẳng thắn đáp trả khi bị nói mất hình tượng. Không chỉ ăn cưới nhiệt tình, Hòa Minzy còn thoải mái hát, nhảy, làm nhiều trò lầy lội vượt ngoài sức tưởng tượng trong đám cưới của đồng nghiệp. Sự nhiệt tình của Hòa Minzy sau mỗi đám cưới khiến cô vô tình nhận về luồng ý kiến trái chiều, bởi có một bộ phận khán giả cho rằng cô đang làm lố. Nữ ca sĩ khẳng định hình tượng đang theo đuổi chưa bao giờ là sang trọng, lịch sự. Người đẹp vui vẻ cho biết bản thân có tính cách hoạt bát, quậy, lầy lội và chỉ muốn bạn bè vui vẻ. Cuối cùng Hòa Minzy nhấn mạnh không hề say ở các đám cưới và kiểm soát được hành động của bản thân. Với tính cách vui vẻ, hài hước, Hòa Minzy luôn tạo tiếng cười cho mọi người. Đó chính là điểm cộng khiến nữ ca sĩ được đông đảo khán giả yêu mến. Hòa Minzy được đông đảo khán giả yêu quý bởi tính cách vui vẻ, hài hước. Mỗi lần xuất hiện, nữ ca sĩ khiến khán giả cười đắc nghẽ với những tình huống tấu hài. Sau cuộc tình dở dang, Hòa Minzy sớm cân bằng cuộc sống, giữ được năng lượng tích cực.